anh chị và các bạn, đây là video clip chúng ta làm để hướng dẫn về tổng quan hay gọi là thông tin chung các bước để phát hành ra một mobile app từ đầu tới cuối. Hiện tại chúng ta sẽ có 7 phần. Về phần 1 là đăng nhập và mua gói sử dụng. Đăng nhập thì chúng ta sẽ có hai trường hợp là đăng ký mới hoặc là đăng ký tài khoản. Đây, khi chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta vào cái phần đăng ký mới, nhập email, hiển thị mật khẩu, số di động, nhập mã sử dụng này là cái mã tặng nếu có. Sau đó chúng ta đăng ký. Sau khi chúng ta đăng ký thành công sẽ nhận được một email kích hoạt và chúng ta tiến hành vào đăng nhập vào họ tên và số thoại của mình. Ok, cái phần thứ hai tiếp tục là cái phần về mua gói sử dụng. Gói sử dụng thì chúng ta sẽ có là nhập mã thanh toán và nhận lại khách hàng. Chúng ta sẽ giao qua giao diện, chúng ta vào quản lý tài khoản. Đây, chúng ta sẽ có về thông tin cá nhân. Tất cả đều thay đổi được về hình đại diện, đây là cái avatar. Avatar này chính là cái avatar ngay chỗ tên này. Mật khẩu thì chúng ta sẽ thay đổi nó này, nhập mật khẩu mới hoặc nhập mật khẩu hiện tại. Hoặc khi chúng ta mất mật khẩu thì chúng ta vào cái phần đổi mật khẩu. Đây, về tiếp tục là cái phần gói sử dụng. Gói sử dụng thì chúng ta sẽ kiểm tra được cái chúng ta đang có bao nhiêu gói sử dụng, hạn sử dụng như thế nào. Và khi chúng ta hết hạn thì chúng ta sẽ nhập mã mới hoặc là chúng ta mua mã sử dụng hoặc là chúng ta sẽ chuyển khoản thanh toán bằng những cái gói mà chúng ta cần. Ví dụ gói này là 150 thì số hấp là một, gói multi hấp thì liên hệ. Sau khi chúng ta được lựa chọn được cái gói phù hợp thì chúng ta tiến hành đăng ký và lựa chọn tháng sử dụng và tiến hành chuyển khoản hoặc là thanh toán qua PayPal, thẻ Visa, thẻ nội địa. Ok, sau đó chúng ta vào phần 3 là phần biên tập nội dung. Biên tập nội dung chính là những dữ liệu mà chúng ta có để chúng ta muốn phát hành ra cái app của mình. Thì nó bao gồm những thứ là như hình ảnh, video, CD, danh sách nhạc, audiobook, bài viết. Chúng ta có link, có website của mình, có Facebook, có YouTube, có bản đồ. Chúng ta sẽ đưa ra. Đây, đây là cái phần này là phần menu. Menu thì chúng ta có MP3, YouTube hay là bài viết, là ebook. Thêm là về website, Facebook, YouTube, bản đồ, giải phân cách. Tiếp đến là cái phần 4 là phần cài đặt giao diện. Giao diện nó là chúng ta cần là logo, màu nền và phông chữ. Logo, màu nền và phông chữ này chúng ta vào giao diện. Đây là thương hiệu. Logo ta chỉnh màu nền phông chữ như này, thấy ở đâu? Đây. Mở app Mỹ Tâm lên. Chúng ta đợi trong ít phút. Đây. Đây chính là cái logo của chúng ta. Còn đây là cái màu 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 xanh này là cái là màu của viên nhật. Phông chữ là cái chữ màu xanh này. Ok. Nó cũng hiển thị cái phần đây là Mỹ Tâm FC. Okay, sau khi chúng ta làm xong cái phần đó thì chúng ta sẽ qua phần phát hành. Phát hành ở đây là có mã hub và chúng ta quản lý về tài khoản và cách xem như thế nào. Đây, chúng ta về phần mã hub, đây là cái mã sử dụng chúng ta để nhập để kiểm tra kích hoạt hay không, được xem như thế nào, có cần user đăng nhập hay không, có cần mua để xem hay không. Phần này là chúng ta dùng để kinh doanh. Sau đó thì chúng ta bấm chữ hoàn tất thì nó sẽ phát hành. Rồi. Bước số 6 là chúng ta tải hub app để xem. Sau khi chúng ta đã phát hành thì chúng ta sẽ tải xuống để chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào. Thì chúng ta sẽ vào vietnamapp.mobile. Đây, vietnamapp.mobile. Thì chúng ta kéo xuống phần cuối cùng nó sẽ có là cái đặt việc mua Việt Nam app. Chúng ta đang sử dụng điện thoại nào thì chúng ta với ứng dụng nào, App Store hay là Google Play thì chúng ta sẽ tải ứng dụng tương ứng. Cuối cùng sau khi tải xong chúng ta sẽ nhập cái mã. Đây chúng ta sẽ nhập cái mã này vào và chúng ta sẽ kiểm tra.
Sau khi chúng ta kiểm tra hoàn chỉnh thì nó sẽ qua bước số 7 là bước xuất bản nội dung số. Xuất bản nội dung số là chúng ta sẽ phát hành ra iOS hay là Android. Đây, giống như hình nền của chúng ta là những app về mỹ tâm, lời khuyên hay là kho sách nói, BDCA về bán sản phẩm như có hoa nắng, về doanh nhân, có team lead, có doanh nhân toàn cầu hay là những clip hướng dẫn. Ngoài ra chúng ta còn có thi một cái phần là quản lý và phân tích data, là chúng ta sẽ có danh sách app, chúng ta có thống kê quảng bá thương hiệu, danh sách người dùng như thế nào. Thì chúng ta vào phần đây, chúng ta có phần là thông báo quảng bá hay là thống kê được bao nhiêu user sử dụng rồi tất tần tật. Thì giờ đây là kết thúc. Khi có bất kỳ câu hỏi thắc mắc trong quá trình sử dụng thì chúng ta cứ vào help.ely.el.vn.com, help.ely.com thì chúng ta ở đây có số điện thoại liên hệ hỗ trợ, hoặc chúng ta sẽ click vào cái phần hỗ trợ trực tuyến và điền nội dung cần hỏi ở đây thì sẽ có một phần tư vấn trả lời trực tiếp cho bạn. Xin cảm ơn.